Những ngày đầu tháng 2 vốn yên ả của thế giới đã bị phá vỡ bởi hàng loạt tin tức gây bàng hoàng từ Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria. Trận động đất xảy ra cách đây gần một tháng đã đẩy người dân của hai quốc gia này rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhà cửa và tài sản của họ đều bị chôn vùi dưới hàng tấn gạch đá. Chắc chắn công tác khắc phục hậu quả do thiên tai cũng như tái thiết những nơi chịu thiệt hại sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiện tại tổng số nạn nhân xấu số đã lên khoảng 51.000 người và chưa có dấu hiệu dừng lại. Một lần nữa, nhân loại lại có cớ để tin rằng dù có phát triển công nghệ kỹ thuật lên đến mức nào đi nữa, đôi khi cũng khó phản kháng lại cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Trong quá khứ, lũ lụt và hạn hán được cho là hai thiên tai đáng sợ nhất. Nhưng giờ đây, ngôi vị đó đã bị động đất chiếm mất rồi. Vậy thì động đất đáng sợ đến mức nào? Về khái niệm động đất là sự rung động mặt đất bởi sự giải phóng đột ngột năng lượng trong vỏ trái đất dưới dạng sóng địa chấn. Có thể gây ra biến dạng mặt đất, phá hủy nhà cửa, công trình, thậm chí là gây chết người. Động đất xảy ra hàng ngày trên trái đất nhưng hầu hết chỉ là những rung chấn nhẹ, không gây thiệt hại nên ít được chú ý. Còn những động đất lớn có thể gây thiệt hại trầm trọng và gây nên cái chết cho hàng ngàn người. Theo sau động đất là hàng loạt những hậu quả khủng khiếp khác. Tác động trực tiếp của trận động đất là rung cuộn mặt đất, thường gây ra nhiều thiệt hại nhất. Các rung động này có biên độ lớn, vượt giới hạn đàn hồi của môi trường đất đá hay công trình và gây nứt vỡ. Tác động thứ cấp của động đất là kích động lở đất, lở tuyết, sóng thần, nước triều giả vỡ đê, sau cùng là hỏa hoạn do các hệ thống cung cấp năng lượng như điện và ga bị phá hủy. Tuy nhiên, trong hầu hết các trận động đất, sự rung chuyển của mặt đất gây ra nhiều thiệt hại nhất. Trong rất nhiều trường hợp, có rất nhiều trận động đất nhỏ hơn xảy ra trước hay sau lần động đất chính. Những trận này được gọi là dư chấn. Sức ảnh hưởng của động đất lan tỏa rộng ra trong một khu vực hoặc một diện tích nhất định. Các nhà khoa học thường có thể xác định được điểm mà các sóng địa chấn bắt đầu. Điểm này được gọi là chấn tiểu. Hình chiếu của điểm này lên mặt đất được gọi là chấn tâm. Khi tâm chấn của một trận động đất lớn nằm ngoài khơi, đáy biển có thể bị dịch chuyển đủ để gây ra sóng thần. Động đất cũng có thể kích hoạt lở đất và hoạt động núi lửa, vì trong các trường hợp như vậy, đáy biển bị biến dạng. Nguyên nhân gây ra động đất thường rơi vào các trường hợp như động đất do sạt lở các hang động ngầm dưới mặt đất và động đất do các vụ trượt lở đất đá tự nhiên với khối lượng lớn. Động đất do sự giải phóng năng lượng đột ngột trong một số vùng giới hạn của đá trên trái đất. Năng lượng có thể được giải phóng bởi sức căng đàn hồi, lực hấp dẫn, phản ứng hóa học hoặc thậm chí là chuyển động của các vật thể nặng. Trong tất cả những nguyên nhân này, việc giải phóng sức căng đàn hồi là nguyên nhân quan trọng nhất. Bởi vì dạng năng lượng này là loại năng lượng duy nhất có thể được lưu trữ với số lượng đủ trong trái đất để tạo ra các nhiễu loạn lớn. Các trận động đất liên quan đến loại giải phóng năng lượng này được gọi là động đất kiến tạo. Các trận động đất lớn của trái đất xảy ra chủ yếu ở các vành đai trùng với rìa của các mảng kiến tạo. Điều này từ lâu đã được chứng minh từ những bản ghi chép về các trận động đất và thậm chí còn dễ dàng nhận thấy hơn trong các bản đồ địa chấn hiện đại. Qua loại bản đồ này cùng các công cụ hỗ trợ, chúng ta có thể đã xác định được tâm chấn. Vành đai động đất trọng yếu nhất là vành đai sơ khung Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến nhiều vùng ven biển, đông dân cư quanh Thái Bình Dương. Ví dụ, các vùng của New Zealand, New Guinea, Nhật Bản, quần đảo Aleutian, Alaska và bờ biển phía tây của Bắc và Nam Mỹ. Người ta ước tính rằng 80% năng lượng hiện được giải phóng trong các trận động đất đến từ những nơi có tâm chấn nằm trong vành đai này. Hoạt động địa chấn không đồng nhất trong toàn bộ vành đai và có một số nhánh tại các địa điểm khác nhau. Bởi vì ở nhiều nơi vành đai, Thái Bình Dương có liên quan đến hoạt động núi lửa nên nó thường được mệnh danh là vành đai lửa Thái Bình Dương. Vành đai thứ hai được gọi là vành đai Alpide, đi qua khu vực Địa Trung Hải về phía đông qua châu Á và nối với vành đai Sikkim Thái Bình Dương ở Đông Ấn. Năng lượng giải phóng trong các trận động đất từ vành đai này chiếm khoảng 15% tổng năng lượng của thế giới. Ngoài ra còn có các vành đai hoạt động địa chấn kết nối nổi bật, chủ yếu dọc theo các sông núi Đại Dương, bao gồm các sông núi ở Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương và phía Tây Ấn Độ Dương, và dọc theo các thung lũng rạn nứt ở Đông Phi. Sự phân bố địa chấn toàn cầu này được hiểu rõ nhất về bối cảnh kiến tạo màng của nó. Ngoài ra, còn có những tác động từ ngoại cảnh như động đất do thiên thạch va chạm vào trái đất, hay con người cũng góp công không nhỏ tạo ra những cơn địa chấn bằng những hoạt động làm thay đổi, ứng suất đá gần bề mặt, đặc biệt là các vụ thử hạt nhân, nổ nhân tạo dưới lòng đất hoặc tác động của áp suất cột nước của các hồ chứa nước, hồ thủy điện. Thang đo cường độ bao gồm một loạt các ảnh hưởng thường thấy nhất định, mặc dù nhiều thang cường độ đã được phát triển trong vài trăm năm qua để đánh giá tác động của động đất, như thang Omori của Nhật. Hiện nay, thang đang được sử dụng ở Hoa Kỳ là thang cường độ Mercalli, viết tắt là MM. Nó được phát triển vào năm 1931 bởi các nhà địa chấn học người Mỹ Harry Ward và Frank Norman. Thang đo này bao gồm 12 cấp độ tăng dần theo cường độ, từ rung chuyển không thể nhận thấy đến tàn phá nặng nề.
Tất cả được biểu thị bằng các chữ số La Mã, nó không có cơ sở toán học, thay vào đó là một xếp hạng tùy ý dựa trên các hiệu ứng quan sát được. Mỗi trận động đất có một độ Richter duy nhất, xác định sức tàn phá của nó trong khi cường độ thì thay đổi tùy theo khoảng cách xa hay gần. Đối với chấn tâm, có thể so sánh một cây pháo. Kích thước của cây pháo nói lên sức mạnh lúc nổ, tương ứng với độ Richter và tiếng nổ nghe được, tương ứng với cường độ của trận động đất. Xét theo khái niệm này, cường độ từ cấp 1 đến 5 sẽ tương đương với cấp độ 1 đến 3 Richter, cường độ cấp độ 6 tương đương từ 3 đến 4,5 Richter, cường độ cấp độ 7 tương đương từ 4,75 đến 5,9 độ Richter, cường độ cấp độ 8 và 9 tương đương từ 5,9 đến 6,5 độ Richter, cường độ cấp độ 10 và 11 tương đương từ 6,5 đến 7,75 độ Richter, cường độ cấp độ 12 tương đương từ 7,75 đến 8,25 độ Richter. Nhưng dù có xác định được độ mạnh của cơn bão địa chấn sắp xảy đến, thì nhiệm vụ hóc búa hơn là làm thế nào để biết chính xác động đất sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Nhà địa chấn động đất Wendy Bohorn ở trung tâm bay không gian Goddard của NASA cho biết, nếu chúng tôi biết chính xác khi nào một trận động đất sẽ xảy ra thì chúng tôi đã có thể đưa ra các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, nhưng trái đất là một hệ thống rất phức tạp. Sức phá hoại của động đất có thể biến tất cả thành bình địa, nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là nó đến rất nhanh và chuồn đi cũng rất lẹ. Trận động đất kéo dài nhất từng được ghi nhận là ở Indonesia năm 2004 trong khoảng 10 phút. Không đơn giản như dự báo thời tiết khi các nhà khí tượng học có thể dựa vào hướng gió, lượng mưa, độ ẩm không khí để dự đoán được những cơn bão. Việc dự đoán trước một trận động đất dường như là bất khả thi, bất chấp các nhà khoa học đã tìm hiểu rất nhiều từ những thay đổi về âm thanh dưới mặt đất đến khả năng gia tăng hoạt động địa chấn của một khu vực hoặc thay đổi trong hành vi của động vật. Nhưng cho đến nay không có một loại hình đủ rõ ràng nào để dự báo động đất, mọi thứ đơn giản là quá khó. Nếu không thể đón đầu những cơn địa chấn thì việc nên làm để giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra chính là chuẩn bị sẵn tâm thế đối phó. Và điều này không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2. Công tác đảm bảo cơ sở hạ tầng ở những nơi dễ xảy ra động đất cần thực hiện trước đó nhiều năm. Cần phải xây dựng công trình đủ vững để chống chịu với rung lắc, trang bị cho thành phố những trang thiết bị đủ bền để giúp người dân bảo đảm tính mạng trong khi thiên tai ập đến, đồng thời lo liệu công tác tái thiết sau thảm họa.